người dân hợp lực vây bắt kẻ cướp như phim hành động. Sáng nay ngày 19 tháng 10, mạng xã hội chia sẻ rầm rộ đoạn clip người dân vây bắt hai kẻ cướp giật trên đường Suối Rau, Phước Tân thuộc địa bàn xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu. Ngày 18 tháng 10, công an xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc đang tạm giữ hai đối tượng có hành vi cướp giật tài sản của người dân trên đường. Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, một phụ nữ lớn tuổi bị hai thanh niên giật dây chuyền tại khu vực đường Suối Rau, Phước Tân, đoạn gần vòng xoay đội 3, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc. Sau đó, hai đối tượng bỏ chạy hơn 100 mét thì xảy ra va chạm giao thông với người đi đường. Những người chứng kiến đã tri hô để mọi người xung quanh đến giúp đỡ vây bắt, khống chế đối tượng. Dù cố bỏ chạy nhưng cả hai đã bị bắt ngay sau đó. Ngay sau đó, công an xã Phước Tân đã đưa hai đối tượng về làm việc tiếp tục điều tra xử lý. Đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.